anh mày dân chơi mà. Thì anh nhiều khi thấy dân chơi thì cái đống này rồi cộng lại coi chứ đống bán rồi cả tỷ bạc chứ mất đâu. Wow. Rồi không phải cộng lại từ từ. Pin bọt rồi cục pin gần 10 triệu đó ông nội. Ủa thằng này mày khai ra lẻ đi, thằng mày Sony là cho tiền mà mày. Thằng mày tắt máy tụi chết mẹ luôn nè. Tắt máy đi. À, xin chào em đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. À, để thay đổi không khí cho chương trình nha, hôm nay mình có ngày nó máy chạy bộ đồ xúc xích đồ này nó khổ quá. Bây giờ nói tới cái màn mà hao phí tài sản qua những năm tháng anh làm video mấy em. Thật ra anh làm video, làm youtuber này nọ kia các kiểu giờ kinh gì đâu mẹ kinh cốc mới được có 606k follow à. Mà 606k follow mà hết nhiêu năm rồi, 6-7 năm rồi đó mất đâu. Lộ quá, lộ thấy mẹ luôn. Cái này F2, cái đám này là F2 nha mấy em. F2 là anh đi hết vàng rồi đó, anh đi hết vàng rồi xong rồi cái bây giờ là cái vàng thứ hai. Thì hồi mà trước khi thang giới thiệu cái áo mới, áo mới Cà Mau nha. Cái thằng làm áo cho anh đặt cái logo dí vú đặt sao làm nay khó chịu thiệt á. Anh kêu mà vú tao bự mà lên đây nè. Đó, áo này áo này phải lưng, lưng đẹp mấy em. Đó, quần mới luôn nha. Quần mới. Chuẩn bị là tặng. Chuẩn bị là tặng mấy em. Rồi à, đây là đống tài sản của anh. Qua những cái năm tháng mà anh làm video đi hết. Cái này là F3 luôn. Thằng Khứa này F3 mấy em. Thằng Khứa này á, là một DX Mark 2. Mua, hồi đó mua 178 gì á. Quên bạ đó rồi. Wow. Không có tính ông Lan nha. Ông Lan là anh chơi đen đỏ không em. Đời anh không thích chơi đen trắng. Chơi đen đỏ không à. Đó, rồi à, đi trước, trước này biết nào không? Thằng 6DX. Thằng 6DX. Lộn lộn mày ơi. 6D không có đây, không ít. 6D. Có thằng tên 6D đúng không? Đó, thằng 6D, thằng chó điên kia nó dụ tao mua đó. Ờ, thằng chó điên bên thằng 7 mà nó ngày xưa nó fan tao mày. Ngày xưa cũng á, mình làm phòng bên Tân Phú, ảnh của anh dạ. Thằng Khứa nó mắc cười lắm em, nó nhỏ nhỏ con mẹ, nó mê tập tạ lắm. Mà nó không đi tập. Chứ nó làm lúc đó nó chụp hình đám cưới này nọ đâu, đi gà đi dụ người ta đám cưới về phim rồi đó. Cái biết sao không, ổng quá ảnh không có tiền ổng mua máy anh mới cười không à. Xong rồi cái dụ mình mua 6D để mình quay phim ở bên phòng Vida gần đó. Đó, xong rồi tối qua ông mượn đi chụp show này biết xiết kia. Ủa sao cái sao nó biết chỉnh mẹ vậy tao bị hư. Thôi cái máy đó xong nó mua lại luôn. Đồ mà nó mua lại cái máy đó xong rồi tao phải mua khác. Đó là 5D Mắc ba. Hả? Ủa 5D Mắc ba hả? Quên. Nói chung thôi. Bây giờ tao làm này chủ tịch lâu quá rồi, không nhớ máy. Nghe. Thừa nhận 5D Mắc ba. À, 5D Mắc ba thì 6 máy cũ á, biết nữa. 6-7-8 cũ gì đó. Anh mua hàng chính hãng không à? Ông bảo đảm hay mua hàng chính hãng không? Ông chơi yêu nước đồng nàng vậy thôi chứ muốn gì nữa. Rồi lên đó hả? Cuộc đời của anh mà ngày xưa đó là anh mua lần đầu tiên anh mua cái len đó, len cùi, len nó chụp chim chụp bướm đó, chim nào chụp được hết á, chim nào chụp được hết em. Cái đó là gì à, tao nhớ là gì, 85 f1.8 mày mày quá mày, 1.2 là len đỏ con, 1.8 len trắng. Tao nói mày chứ lúc đó tao mua là lúc đó tao chưa có tiền mua được đó, mở phòng bên kia mẹ tụt tắt phòng lấy có 200.000 vé đủ vô nó vào sáng vào chiều luôn, lỗ thấy mẹ tiền đâu mà mua lên xịn. Anh mua lên một là 1.8 gì đó, đúng rồi, một f1.8 lên trắng. Nó là cái đời mini dành cho mấy sinh viên mua, còn đại gia thì nó mua f1.2. nó 1.2 thì nó mắc hơn, 1.2 lên đỏ 85 cũ bộ, nhớ số xa số sáng luôn. Là sau đó đó, nói về len nha, là anh dên lên vàng len luôn nè, kể cho tụi nghe đủ tiêu cự hết. Chỉ có len chân dài chụp chim không có thôi. Len chân dài màu trắng chụp chim F2.8. Đúng rồi, 70-200 F2.8 này nó nặng quá, không mua. Nhưng mà tao mua cái giải tiêu cự từ dưới chuối luôn nè. Nói cho nghe F35. F35 lên zoom 24-35, tao không có lộn đâu mày. 24-35 lộn lộn, 16-35 16-35. Nhìn cái gì, từ từ để anh mày kể cho nghe. 16-35 lên viết nha,
Thằng nào chơi máy ảnh là biết được hệ cái giải lên của anh rồi đó. 16, 35, 24, 70. Ok chưa? Rồi còn có thằng con, hình như tao có con 35 feet nữa. Con 35 feet nữa. Ở đây phải không? Biết sao có con lên 35 feet không em? Nè nhìn tới đây nè, đây 35 feet nè. 35 feet đây, tụi em biết sao con 35 feet không? Nope. Tại vì á là anh đọc trên mạng á, trên mấy cái thằng làm phim Hollywood á, nó nói là giờ dân chơi á phải chơi lên feet, màu nó mới đã. Còn mới lên zoom á thì màu nó xấu. Đó. Mà bây giờ cái máy ảnh của anh á nó có hai dòng, một cái là full ram, một cái rót. Má nó chó chứ. Hai mấy con chó này rót hết. Ủa mấy con chó này rót nè. Nó có full ram đâu. Thằng Hứa này có full ram. Mà cái full ram cái rót là gì hiểu không? Thí dụ như trong căn phòng này có ngõ kia chụp hình phát không? Đó, thì mà cái rót này không bắt được hết con đâu. Cái rót là bắt được có nửa con. Bắt trên không bắt được dưới, bắt dưới không bắt được trên. Đó, hiểu chưa? Tức là bây giờ ở trong cái hệ máy ảnh đó em, nó nói là nhân cho 1.6. Ok, đúng không? Nhân 1.6. Thì bây giờ á, em xài cái crop á, là cái, mình kêu là cái gì đó, cái giống như cái tiêu cự. Cái tiêu cự giữa cái mắt này với cái người đó đó, là ở ngoài thực tế, đi vô trong máy nhân 1.6 nó ra. Tức là ở đây nè, mắt mà nhìn thấy rõ là nguyên con. Trời dưới đỏ đen rồi đẹp quá trời luôn. Nhưng mà thực tế con mắt của con máy ảnh này á, con máy rót này á, nó không nhìn được 1.6. Ủa lộn, xin lỗi, nó không nhìn được vậy. Mà nó phải cận vô. Đó, nó cận vô nữa. Là tức là cái máy rót này nè, nó nhìn nhỏ hơn nửa người à. Đúng không? Thì nó xảy ra cái vấn đề là khi mà tôi phim á, ở trong phòng ghim á, là mấy lính tao nó ngồi nó không có chỗ nó che. Nó bị chặt, nó ngồi cái vụ động tác là quay nguyên con. Mà nó đứng cái chỗ đó, nó quay được cái nửa con thôi. Đó, cái đó là cái vấn đề mà anh phải mua máy này. Hồi xưa phải này, nói chung là dòng máy ảnh là nó full ram rồi. Trừ khi mấy anh nào mua máy 3 số đó, nó mới rót nha. Ủa phải không mày? Ủa lộn. Ờ đúng rồi, cái máy 3 số nó rót đó. Ví dụ như D500 hay D550 hay là gì, D600 gì đó. Còn mấy cái dòng mà 1 số là nó full ram nên tao mua máy này. Đầu tiên là máy 5D xong đổi máy này luôn. Thì bây giờ đứng chỗ quay được hết, đó, lý do. Còn giữa cái lens mà zoom với lens không zoom mới là khác cho cái màu. Thấy không? Khác cho cái màu, chất lens fix nó màu nó ngọt hơn chứ còn bokeh nó đã hơn nữa. Bokeh là gì vậy ta? Rồi, bokeh là cái thể loại mà hình chân dung mấy tao dung nghề á. Chụp chim, chụp bướm độ có xóa banh nóc cái phim luôn. Hài lắm em, bokeh đó. Bokeh của cái lens thì là đẹp nha. Còn mấy Khứa kia về Photoshop nó ngồi nó cắt dùng chọn á. Nó cắt hình chỗ này xong cái dùng kia đó, nó nhấn Ctrl Shift Z gì đó. Ctrl Z hay Ctrl gì đó, cái đảo vùng chọn đó. Xong cái nó xào chẻ filter vô, nó bokeh bằng áp. Nhìn đúng gớm luôn. Đó, nên chặng đường của anh là nói tới em đúng không? À, vậy là ba con rồi đó, 16, 24, 35 với 24, 70. Rồi thêm một đống, là lên fix luôn, 50 có luôn. 50 anh có luôn. 50 với 85. 50, 85 với 135. Nó kêu là cái gì? Bộ ba điện thoại. Bộ ba thần thánh trong ngành len giúp ngành len chân dung. Len nó chia làm len chân dung với len phong cảnh nha ba, lên đường phố. Thí dụ như mấy đường phố mà phóng viên thì nó chơi 24-70. Đó là chụp được phong cảnh, nó chụp được mấy bà bán hủ tiếu gõ rồi đường phố, vỉa hè đó qua cương rồi đó. Còn mình chơi chân dung á thì là chơi ba len điện thoại. Đó là len 50 với len 85 với len 135, anh có đủ hết. Nhưng mà cái len 135 của anh bị khứa đó, khứa con đạn nhỏ này nó vụ bán rồi. Nó nói là thôi anh ơi, giờ mình giàu rồi. Bây giờ mình giàu rồi, cái phòng mình dày á thì mình không cần phải đâu đi xa chi bắn. Cái đèn nó bắn lén. Đúng không? Có đèn bắn lén. Dù mà nhìn nhỏ cái bên nhà tắm nó xa quá, cái đèn nó bắn tới. Còn đèn này bắn thấy gì hết. Nói chung là cái kiến thức về đèn nó giống như thấu kính gì đó, nó nói chuyện nhiều khi nó sơ sơ thôi. Tụi em không trong nghề tao không hiểu, nó tóm lại có nhiều đèn. Nó tóm lại vậy đi. Nói là một cái đèn mà trọng đỏ đỏ này nè. Bây giờ xào lên xào xuống cứ 50 củ một cái. Đúng không? Có cái mắc hơn cái rẻ hơn, cứ xào 50 củ một cái đếm đầu lên coi. 1, 2, 3, 4. Ủa sao hết trơn rồi? Ủa tao thấy tao mua nhiều lắm mà. Không có đem lên quá. Hả? Không có đem lên quá. Không có đem lên quá hả? Vậy là bên kho toàn đúng không? Đúng không? Tao thấy tao mua nhiều lắm mà mất là tụi ăn đó. Xiền luôn. Không chạy đâu hết trơn trời hết á. Mất là tụi ăn đó. Rồi anh nói cho mày nghe một cái thông tin táo bạo nữa. Nói gì tới máy. Còn có phít chậm nữa.
phần trăm gì đó biết rồi. Lens đó lens macro. Lens macro là ngày xưa anh dùng cái lens đó đó, anh chụp những con rẹ rất đẹp. Mày nói thành ra cho công chúng coi không, tao nói tao sợ không? Tôi đó con lens chụp rẹ đẹp lắm ba. Rẹ góc. Ồ, rẹ góc bao đẹp luôn. Lens đó là lens chụp macro, chụp những cọng lông, chụp con chim, chụp con ong, chụp con phiếu, chụp con sâu, bao đẹp. Đó là thể loại macro, ok? Rồi tiếp qua tới dòng máy, máy này không nói rồi, giờ tại sao em đến với những dòng máy này? Nói thật ra thì lúc đó thì cũng có tiền, xong rồi mình xào xào trên mạng, thấy nó lạ mua thôi. Thấy nó lạ thì mua thôi mấy em, chứ cũng không có cái vấn đề gì cả. Ê mà này nó báo lỗi thẻ là nó lưu tiếng không mày? Ok, quay lại vấn đề, xin lỗi mấy em, nó trục trặc vấn đề âm thanh chút xíu. Đó là cái chung vấn đề đó cũng là anh sẽ đàn cuối clip vấn đề âm thanh nha. Thì thằng kia nó đem hai ba cái len qua để chứng minh thằng đó có xu. Đó, thì bây giờ nói chung len thì nhiều lắm, anh không muốn nói nhiều nữa mệt đó. Mấy len này xài thì nó bền lắm em. Thì anh mua len là anh khuyến mãi luôn 2.4 triệu cái filter. Cái filter 2.4 triệu đó ba. Wow. Anh mày dân chơi mà. Thì anh nhiều khi thấy dân chơi thì cái đống này cộng lại cho chứ đóng mất bán rồi cả tỷ bạc chứ mất đâu. Wow. Tôi không thấy cộng lại từ từ. Pin bọt rồi, cục pin gần 10 triệu đó nội. Rồi cái pin nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà nó ghê nè, pin là mấy cục đánh số đích nè. Rồi thôi tôi qua tôi nói máy, máy là mấy khứa này nè, hai khứa này có một khứa bán rồi nữa. Hàng khứa bán rồi như là xe 100. Đó, là anh mua anh thấy trên mạng nó nói nó cái thằng Canon á, nó chia làm hai dòng, dòng phim dòng ảnh. Thì bây giờ mình đã chơi dòng ảnh rồi thì mình chơi luôn dòng phim cho nó xoay. Đó, cái anh ra ngoài tiệm mua được cái bán bóng này luôn, mặc chỗ. Mặc lắm, em lên mạng coi thằng C100 lẻ rồi tới C300, tới C500, tới mua C500 không tiền mua ba. Mà tao mà sẽ chơi C500 chắc khùng lắm luôn á. Mà nó có mắt nha, mắt 1, mắt 2, anh mua mắt 2 không à. Tao cái số nào mà gửi mua thôi à, mắt 1 chắc cùi rồi, không mua. Nên mấy con này của anh là mắt 2, trung bình với con máy không á là từ 150 tới 200. Rồi lúc anh mua đó, giờ bán lại chắc 10.000, có lộn 10 triệu. Đó. Mà thường á nha, anh nói tiếp nè, tại sao anh mua cái máy này mà anh còn mua máy này nữa? Nó rối lắm em. Đại loại lần khứa này nó đem lên gì cũng biết, nó đem lên cắt nhái gì cũng biết, cũng gắn được. Còn cái thằng len này nè là anh gắn được cho cả máy chụp ảnh lẫn máy quay phim. Thằng len là được dùng cho tất cả. Cái thằng khứa máy quay phim đó, nó còn một cái hệ dòng len bự bự nữa, quên mẹ tên rồi. Cái len bự chà bá luôn. Cái len đó có tỷ bạc cái cũng có nữa. Nó tụi em có thể lên trang Canon tụi em hiểu nha. Nhưng mà len này chưa phải, len này là len sang trong dòng nhiếp ảnh, nhưng mà chưa có sang trong dòng quay phim. Nó người ta chơi 5D 300 Mark 2 á, là nó gắn nó 4K rồi đó. Là nó phải chơi cái len đó nữa, nhìn nó ngầu lắm. Trời ơi, mấy thằng kia ở nước ngoài mà nó làm Hollywood nó chơi mấy cái này nè. Tụi bay sẽ nói là Hollywood ta chơi máy rét cái gì đó, cái mẹ đó. Nhưng mà nó cũng có chơi Canon vậy. Đúng không? Có máy gì máy rét máy rét gì đúng không? Rét quang, rét tu gì đó. Xíu lúc này không sao, có filter. Rồi, tới hai người này phóng sự định hình mấy em ơi. Hai này là tao bị Vũ mua. Nhớ thằng này không? Thằng này là clip Cần Giờ. Đâu mắt này xứa này clip Cần Giờ nè mấy em. Cần Giờ biển gọi gì đó rồi gì nhớ thằng clip Cần Giờ chưa? Đó, thằng này là 70 triệu. Quay được clip Cần Giờ, nằm ngủ tới giờ. Quay được mấy clip triệu view tập thể hình đó. Quay cái clip nhớ rồi. Cái clip này là quay cái giáo án phổ thông cơ sở gì đó là nó đó. Rồi xem mà nhưng mà còn thằng khứa này là Sony. Rồi thằng khứa này cũng là Sony. Thằng khứa này tới 100 mấy rồi mấy em. Thằng khứa. Khứa này Panasonic hả? Ok lộn. Thằng khứa này Sony. Thằng khứa này thì quay cái clip mà mổ ngửa con nhỏ kia nằm giữa công viên á. Cái clip mặt nhỏ đó thời đó nó còn múc cái hoa, nó chưa có chồng đó. Nó nằm lật ngửa đi, nó nằm lật ngửa đi, giữa công viên đó. Rồi xong người ta gì nè, cái thằng lâm lụng nó tới luôn, nó đá cái chết mẹ đó. Nhớ biết không? Đó. Xong rồi quay thêm mấy cái tại vì sao có ngày, tại vì có mấy cái clip mà tất niên công ty rồi cái gì mà quay ba lát rồi gì mấy cái dạng đó đó. Nên có một thằng nó cầm để chạy. Tao chỉ vì cái clip thôi, tao bỏ 100 triệu ra, tao mua máy. Để tao cũng giữ chịu chơi ghê chơi. Mà xài được có 2-3 lần. Ủa cái vấn đề anh muốn nói là gì? Vấn đề muốn nói không phải là anh khoe máy, mà có khoe cũng khoe rồi. Cái vấn đề muốn nói là anh bỏ ra đóng tiền
nhưng mà giờ nó hư mẹ rồi hết. Mấy em coi mấy cái video mà thấy cái tiếng đó, cái tiếng nó sầm sàm nữa, tiếng nó khó nghe vang vọng gì đó là máy nó bị hư bực lắm đó. Bây giờ nó đổ bệnh hết cái ống máy này thì bây giờ sao đây, máy đổi dàn máy khác. Mẹ nói như mày nói là con chó gì, đổi máy bán đổi dàn máy khác, bán đổi dàn máy khác rồi. Lần này tao thực dụng là tao không chơi gì nữa mẹ. Thực dụng là tao mua thêm con này nữa thôi. Mày chơi được chơi, chơi được hay kệ mày, chứ giờ sao? Chứ mày giờ mày kêu mua con gì? Giờ đổ qua Sony đi anh. Mày khùng hả mày? Má đổ qua Sony lấy vàng này tao bỏ chó ăn hả? Mày nói bán hết vàng đó luôn. Tôi mới bán hết vàng đó rồi đổ qua Sony rồi quay cơ bắp sao nó bo ke được. Sony mấy cái dòng Alpha A7 đồ là dòng giống như cái dòng 1DX nè, chứ nó phải dòng máy quay Sony kia đâu. Tao bán giờ mấy cái lem có hư đâu, bán giờ nó hư rẻ lắm, mấy thằng khứa mấy ảnh gà lạ gì nữa. Ủa nhận lem tao mẹ lem toàn lem đỏ không á, 1 cái 2 cái 3 cái 4 cái 5 cái 6 cái. Mua cái 50 triệu rồi mày nổi tiền mua không 350 rồi. Giờ bán được nhiêu? Đúng không? Mày kêu đổ qua Sony Alpha 7 nhiêu cái? Alpha A vậy mày nhiêu cái? Mấy chục đúng, tự nhiên tao đang chơi hàng tỷ mày qua hàng mấy chục. Mày dụ tao con này lần rồi. Thời đó nó vậy. Thời đó nó vậy không thấy có mẹ gì cũng mày kêu tao mua con này. Ê bậy ơi. Bậy ơi. Con này mày kêu mua chứ nào kêu mua. Lúc mua nó là em nghĩ rồi. Ủa nghĩ gì nghĩ? Trong đây ngoài mày ra không có một thứ nào dám tư vấn tao mua máy đó. Mà tao không bao giờ tao chơi hàng Sony, tao có thể luôn. Đó. Mày hai con mày là mày chưa mua nè. Không chạy được. Con đó thì đúng rồi. Ông nói mày chưa mua thì mày thu lại mày. Ok. Ông má thu 50. Để lên sạch giá thị trường. Ông mua 70 giờ bán 50 phải rồi. Mày mấy tài lâm có hại không? 7 năm rồi. 7 năm gì? Thẻ nhớ bị nữa nè. Hư hoài. Má bây giờ cứ thẻ nhớ hư hoài. Bây giờ tao hỏi mày nha. Tao quay tao nói tao đã mệt rồi, mà trong cái lúc mà tao nói á thì đâu thể nào được mà tao nhớ được tao nói lại. Tao nói là tùy theo cảm hứng, đúng không? Tự nhiên hạng vũ đất trận tự độc tao nghe tao quảng cáo lên body, tao đâu nghĩ trước đâu. Tao nghĩ trước tao là không, nhưng mà vấn đề là gọi lại gì, anh là có tài hùng biện, anh là có tài diễn thuyết, đúng không? Thì anh nói là xuất khẩu thành văn thì anh biết nó nói gì thôi, giờ kêu lại thua. Mà giờ phải nhớ về tiếng nó vang nữa. Có mẹ gì cái máy tao 300 triệu mà đập thể nhớ đập không được nữa là lỗi cái máy rồi, cái thẻ. Vậy là lỗi cái máy rồi đó, thẻ nó đổi rồi. Ờ mày ngu, tao nói lỗi cái, tao hỏi lỗi cái nào mày nói nó lỗi cái thẻ. Bây giờ nó lỗi cái máy rồi, video úp lên chó rồi nó lùi cái máy. Nó ngu giả mang, trời ơi là trời. Sao được bọn này ta? Tức thiệt các em. Nó tính làm video xả chép bằng chép thêm. Không hên là con điện thoại ba mắt này mốt lấy cho video đi mày. Gọi là ok, đầu tư vàng ba mắt đi anh. Là đi mua máy, bấm máy là làm video vô mà không có lời đó, không có lời gì trên khổ đấy mẹ. Tao thấy mấy anh YouTuber giờ đầu tư gì hay lắm. Nó như mình đâu, nó làm gì đâu có tiền như mình. Mà đầu tư thấy video nó hiệu quả ghê, mình coi lại cách đầu tư đi. Bán hết đi, chừa lại một đĩa thôi rồi mua ba mắt quay. Gì? Bán hết. Thôi giờ mày đi mượn mẹ cái cặp anh pha mày test ngày 2 ngày đi quay về phòng chính tao sắp tập rồi đó đẹp thì tao đầu tư. Sáu thôi kệ mẹ đi. Quá. Nguyễn Nhật Đen tao tiếc lắm. Này chụp rồi. Tao tính mua đó là thêm con này nữa là chi để vừa chụp vừa quay. Đúng rồi, cái con này nó hay chỗ nó vừa chụp vừa quay, con alpha của mày đâu quay được. Quay được. Ủa lộn xin lỗi, con alpha mày đâu chụp được. Chụp được. Chụp mà sao ra được bằng Canon, một Canon mà thiên hạ để nhất chụp rồi mày ơi, Sony mày tổ tí. Ok. Sony mày không có làm ăn được gì á. Tao nói chụp hình là thiên hạ để nhất. Hình chân dung sexy xiết là Canon. Mà hình thể thao là Nikon. Đúng không? Sony mày sao mà chụp mà chụp thì được. Chụp đó thì tao chưa thấy Sony này chụp ngon hết á. Mà quay thì tao biết rồi, quay vào mấy đài truyền hình VTV nó quay vào Sony không. Lên phim nhìn chán ngọt mình ngủ thôi mẹ. Nó là mấy con Sony dắt gai. Đi con Alpha hả? Nó giống con nào? Nó giống con này hay nó giống con này hay giống mày hay giống mày? Giống con 1DX á. Giống 1DX hả? À, chất ảnh nó giống 1DX. Vậy tự nhiên sao mày tư vấn qua dòng đó? Chất màu nó bây giờ Sony chất màu bây giờ nó đẹp hơn nhiều. Chất màu bây giờ đẹp hơn nhiều hả? Ừ, nó dễ chịu hơn Canon nữa. Dễ chịu là dễ chịu gì? Thử biết. Thử biết. Má thử biết. Ủa vậy con là con chụp hình hay con quay phim? Thì giống như con 1DX nè con... Nhưng mà cái con này là cái
con này á là tính năng là chụp hình là chính, quay phim là phụ, khác. Con kia cũng là máy chụp hình nhưng mà ta lấy đi quay phim không à? Nhưng mà gắn len này vô được không? Không. Phải gắn len của nó, thì là phải mua thêm vàng len của nó, mày mua chưa? Ôi vậy thì tại sao tao mua thêm này, tao giữ nguyên vàng len tao xài, mày điên hả mày? Ủa má tư vấn đúng ngu luôn. Đúng không em? Đổi ngu luôn. Tụi có tự nhiên nó kêu mình bán hết vàng này đi mua con alpha. Xong rồi mình bán vàng len đi mua vàng len mới. Ủa trong khi vàng len thì cũ bán cái về à? Vậy tao để vàng len này cũ tao mua thêm con này nữa, cũng hai con trang nhau. Mà thấy mẹ đỉnh cao trí tuệ chưa? Giống như giờ anh tính bán mạng anh mua bọc tre thôi. Ủa tao chưa tao bán mà tao nói tao mua bọc tre, tao nói tao mua quá chơi chứ tao nói tao bán mạng hồi nào? Cái đó là mày suy diễn, đúng không? Ví dụ giờ mạng e tao giờ vậy tao đi tao đập về quê cho gì tao đi chợ được không? Đó. Mà xong rồi tao để mày trắng ở đây, rồi tao đi hai mươi sáu tao đi mày, tao đi mày trắng rồi 357 tao đi quá chơi được không? Mắc phải mà. Đúng không? Ví dụ như vậy thì để mẹ trắng là bắt cắp con kia đi chơi, con kia mua mới về thì đi đi cho banh sát pháo đi. Rồi con mẹ ép của anh thì để đó, chừng nào con kia đi bảo hành bảo dưỡng giá bánh xe xì giỏ gì đó thì lấy con mẹ trắng nó đi. Chứ tại sao phải bán? Ví dụ như bán là hợp lý không tưởng đâu sao? Ông dặn mình bán hết đóng rồi đi, mua bán con này luôn hả? Rồi xong rồi mua cái con giống vậy rồi xong mua nhặt lên mới. Đồ không có khác con mẹ gì trên trời hết nha. Khác cái gì? Từ Canon qua Sony. Là khác từ cái hãng sang Canon qua hãng Sony hả? Ủa anh như tiền của Sony vậy? Hả? Thằng chó này chắc chắn là có thằng nào vừa bán Sony đang liên kết với nó rồi mấy em. Còn có đưa ra chính sách cái ghét không? Bởi vậy á, mai mốt tụi em mở công ty ra đó. Ủa cái thằng nào thân mình nhất phải đề phòng khứa đó. Nghe chưa? Ủa cái thằng này mày khai ra lẻ đi. Thằng mày thằng Sony là cho tiền hả mày? Thằng mày tắt máy tụi mẹ luôn nè. Tắt máy đi. Hay thì mua sếp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu. Hải Bánh 3 triệu. Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.